Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game One Piece ha. Phiên bản mới nhất hiện nay. Nghe nói là 11 chấm mấy á, và đây cũng là phiên bản mà tặng luôn cả Big Mom và Kaido ha. Đó. Nhiều anh em yêu cầu là tặng Kaido và Big Mom ha. Ok, có luôn. Đầu vô thì nhận được. Ủa, bản này không cho level hết ta. Ok, không cho thì tự chạy thôi. Có gì đâu mà khó. Đó, có cái khó nữa mới lót cái khôn ha. Ok. Cho thì tao chạy từ từ, không thì nâng con này lên quá. Có mà, có ai xếp, thấy đủ. Ây dù, thật là vi diệu. Tính nâng nó lên cho nó đánh cho nó nhanh, nhưng mà lại thiếu hệ đột phá anh em. Ây dù. Luffy nhìn mặt đầu ghê. Đó. Giờ hình như Luffy là lên cái 5 là hết ngầu rồi. Giờ là mặt cười tươi như hoa vậy đấy. Ôi giời ơi. Ủa nhanh vậy ta. Mới quay qua quay lại cái nó đánh xong rồi. Rồi, xong hả? Rồi, đến với thông tin server cái nè. Đây, vua hải tặc Moby Việt hóa 2022, free VIP 10 level 88, tướng 5 sao VIP Pro, update Big Mom Kaido, miễn phí tướng, miễn phí Kaido Big Mom, chính thức khai mở máy chủ mới, Luffy Gen 5, thời gian 11 giờ ngày 29 tháng 3 2022. Full iOS Android. Tỷ lệ nạp khủng 10.000 bằng 150.000 kim cương. Phiên bản mới nhất 12.0 Big Mom Kaido Katakuri chết tay đen ha. Rồi like, share, comment nhận VIP code. Tặng VIP 10 level 88 2 triệu kim cương. 100 triệu belly, 100 triệu A-Sep tướng, 50.000 hệ đột phá, 500 cao cấp triệu hoán quyển, 100 cường giả chiêu mộ khiến, rồi rương tự chọn trang bị đỏ, 3 sao nhân 4, tướng 5 sao. À. Ok, lên nhập code thôi, tại nãy đi xin code rồi anh em, nhưng mà bây giờ phải nâng cái này lên cơ đã. Rồi, đó, nâng lên, rồi ra ngoài nào. Đó, giờ chọn đây. Server của mình đã ở 18 lúc ta. Chắc là vậy. 18.7.007. Mã code không tồn tại hoặc đã sử dụng. Ôi giời ơi. Hỏi code kìa, bên đưa hết code luôn. Mà heo không biết là... Ố, code lại hết nữa à. Ây dù. Không biết là code nào còn code nào hết nữa đây. Ôi giời ơi. 4 code đều bị hết rồi. Rồi 5 code cũng hết luôn. Hy vọng là cái code Big Mom đừng có hết hạn nha. À, mà Big Mom nhận ở trong quà tích lũy ấy. À, cái gói tích lũy tích nạp á, quên. Đây là nhận code nhỏ nhỏ thôi. Rồi xong luôn. Đừng có không có code nào nhận được hết nha.
hot nữa. Em sao? Ok, mình quá có một có thành công rồi. Mọi người ơi, má nhập muốn nát luôn mà mới có được một cái có thành công. 8, 6, hai có. E 6 E 3. Rồi code này như xài ớt chín nè. Ok, nhận quà coi. Đây được 1 triệu luôn hả? Đâu, ngon đấy, ngon đấy. Nhưng mà quà ở đây là thường thôi. Bây giờ quà mới quà chính nè. Đây, chúng ta vào trong cái phần đây, tích lũy. Ở đây chúng ta sẽ có gói tích lũy nè. Kim cương, rồi hẻ đột phá tướng. Ok, nhận nè. Đó, 5 tướng 5 sao, trang bị 4 sao, rồi hẻ đột phá A-Sip, rồi kim cương lên 2 triệu mốt rồi. À, level 84 rồi hả? Rồi tiếp tục rương Belly và A-Sip anh hùng. Đó, nhận quà nữa ha. Đây, 200.000. Đó. Rồi đây, đây là cái code mà nhiều anh em mong đợi nè. Đây, con này là nạp ha. Cái code này là miễn phí nè. Đó, Kaido và Big Mom. Đây, nhận hết nha. Đó, Kaido, nhìn ngầu chưa? Trời ơi, quá ngầu, tặng luôn Kaido và Big Mom nha. Rồi đây, quay tướng. Ủa, sao nó khác khác vậy? Ủa, này chịu hồi là cái gì? Đồ, ngon ngon ngon, chịu hồi kìa. Râu đen, ở lòng râu trắng nè. Mi hô nữa chứ. Như là heo chưa có con mi hô. Ok, tới luôn. tới luôn, đâu rồi. Đây, đó, mi hô, đó, mắt diều hâu. Ở xong rồi, hình như mình lấy được mắt diều hâu thôi, chứ mình lấy mấy con kia làm gì ta? Con, râu trắng thì mình đã có hình của râu trắng rồi, đây. Kit ve chai. Ok. Rồi chiêu mộ đặc biệt trong này cũng tướng bình thường, Marco hả? À, cái này quay ra Marco. Mình Marco mò 15 lần hả? À, có nhiều cái event, ví dụ như anh em giờ muốn nâng con Marco lên đúng không? Chúng ta vô cái event đó chúng ta mua hết con Marco cho heo ha. Quay hết luôn Marco. Rồi bây giờ chúng ta đang có VIP không đúng không? Giờ làm sao có VIP? Đây. Giờ chúng ta vô cái phần nạp đi. Đây giờ chúng ta đi kiếm gói 1 xu nè. Nạp một xu không nạp được đúng không? Đây, đây đổi vàng, xu hạnh phúc, VIP 10 đó. Và một server chỉ có thể nhận là một tài khoản chỉ nhận đúng một lần thôi nha, bất kể server nào. Ok, rồi bây giờ chúng ta mua lại nè. Đó, lên VIP 10 ha. Okay không? Đấy, bây giờ chúng ta lên VIP rồi nè. Đó, có VIP rồi. Lập quà luôn. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Rồi trang bị 4 sao. Rồi đen mảnh nè, Moria. Rồi Samurai nè. Rồi Megalon. Rồi Silver Galay. Tướng Random Badook nè. Rồi hồi nãy chúng ta có nhận hai con tướng VIP Big Mom. Big Mom và Kaido nè. Đây. Đó, Quy Nghi chưa? Gì vậy? Ngư ngư quả hực, Nguyễn Thú Dũng sinh mệnh đề thăng hả? Ủa sao dịch quán quá vậy?
không sao, nó lên luôn, lên luôn. Đó. Lên luôn, lên luôn. Đó, cái nữa nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lên level bao nhiêu rồi? Ok, đây lên level 80 mấy rồi ha. 90, 100. Ok, 100 rồi, để đó thôi. Từ rảnh này cho nó mặc. Để kéo bích mơm, đây bích mơm kế bên luôn. Đó. Ủa sao bích mơm có 3 kỹ, 4 kỹ năng vậy ta? Hình như là bên Kaido tới 5 kỹ năng rồi. Trời ơi, chơi mà không biết nhường gì hết là hơi xong rồi. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đấy, hôm nay chúng ta có một con vua hải tặc Quy, Bích Mơm và Kaido luôn ha. Đó. Rồi, link dưới phần mô tả và nhắc lại thông tin server. Open server mới vào 11 giờ ngày 29 tháng 3 ha. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.